Này rán giòn nên ngon lắm. Nếu đi lăng xê được 2 con cá với tí nhỉ. Một phát quạp một phát 2 con luôn. Quạp phát 2 con luôn, đúng bạt à. Đây là cục khăn chân, mấy anh em đi về. Đây. Đang đi về. Đang đi về nhá. Chào bác con bé. Xin chào. Bác gì? Đây. Bác gì được? Mình cùng với mấy anh em là cùng trở về nhá để chế biến những món ăn. Hôm nay phơi nắng nguyên một ngày luôn. Đấy, à, cá sao? Rồi thấy không? Dạ. Giờ bắt đầu làm này. Rồi, bây giờ anh Tuân sẽ làm cá nha. Để chuẩn bị món lên mâm. Mình thì chuẩn bị đi chợ với bằng Hải. Mọi người cá khá to luôn ha. 2 con. Đây, thành quả hôm nay. Đây là một đầu bếp. Đầu bếp anh đến từ Chiba. Đầu bếp này em mời dữ lắm đó. Đầu bếp mới lại chịu khó lại đây làm món ăn. Nhìn trong bụng nó không có một cái gì luôn. Bụng không có một cái gì. Cá Nhật đấy. Cá rất sạch trong bụng, không có màng đen luôn. Cá béo. Rồi. Con cá rất tuyệt vời. Trong đoạn làm cá sẽ nhường cho đầu bếp, rồi mình sẽ đi chợ đây. Chuẩn bị vào bếp, vào biển. Rồi, hiện tại hai anh em mình đang chuẩn bị vào siêu thị để chọn rau và một số gia vị để chuẩn bị cho việc nấu ăn. Dưa nha, dưa chuột nha. Mình sẽ đây chọn cà chua. Còn thiếu gì nữa không? Cô làm thêm món gì không? Hay là thôi? Ừ, vậy cũng được. Trứng. Giờ muốn sầu tỏi. Hiện tại thì anh em mình đã mua rau củ quả xong. Bây giờ thanh toán tiền để chuẩn bị về ha. Đi về.
ok. Rồi cuối cùng thì mình cùng với Hải đã về tới nhà rồi. Hello. Vào nhà chỉ biến món ăn thôi. Sau đây Hải đầu bếp sẽ cho cái phần cá ra đĩa nha. Ồ, quá tuyệt vời. Nó nát không trời. Đây. Vẽ này. Đó. Đây. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Ồ, cá này. Cá này là cá đối nha. Quá tuyệt vời. Đẹp đúng mà. Quá tuyệt vời. Sản phẩm của chúng ta. Ngon ha. Ui, đẹp thế. Cái gì đấy? Có da này cái à? Có nên để theo đầu theo đuôi không? Đúng. Mình Hải đầu bếp trình bày cái món này khá là hấp dẫn phải không mọi người? Quá tuyệt vời. Đúng rồi. Nó phải thế. Nó phải thế chứ. Đây đặc sản ở miền Nam anh Thế Hải. Đặc sản miền Nam, dễ dô. Dọc máy ngon. Thiếu ánh sáng thì phải. Đúng không? Thiếu ánh sáng không? Đây rồi. Đây, thành quả hôm nay của mấy anh em mình đây. Khá là hấp dẫn đúng không mọi người? Nghe chưa? Đây. Quá kỳ lưỡng. Vô đây. Để đặt vào những nỗi đau gian gian dễu dễu mập mờ. Đấy, không? Ờ, chán rồi. Mình chèm cũng một chút, mình dùng cái nước rồi. Mình rồi. Đó. Không, mình đưa cái miếng rau đi cho nó lịch sự. Mình kè lại cho mấy cái thằng cua nữa. Mọi người chào với cái chào khán giả nha. Mọi người chào anh em rồi mời mọi người cùng thưởng thức món ăn của anh em mình nha. Đây, nhân vật chính vua câu cá đầu bếp. Làm đi. Làm tí. 2, 3, vô 2, 3, úp. Đã kết thúc một ngày chủ nhật quá là tuyệt vời. Sau bị xào. Cuối tuần quá tuyệt vời. Sau bị xào nha. Thưởng thức. Quá tuyệt vời. Đậu ngay. Ôi cha 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 cha, ngon quá. Ngon lắm mọi người. Ngon. Cứ nhắm mắt nhắm mắt. Ngon đấy. Tính là cà chua kẹp bánh tráng nhưng mà không có thời gian. Ủa. Quá ngon. Ăn thơm. Đây, món này làm như thế này. Đúng bài bản nha mọi người. Đúng bài bản, cách học là dạy cách quấn. Đấy, sau đó là đưa vào hồ đó. Được. Được. Cái vị của xả, cái vị của gừng.
nó hòa quyện thơm quả mặt cái vị của lá mùi nữa, làm ý ngon rồi nói vị cái lá mùi nó cũng thơm, cái gì nó cũng thơm. Hôm nay anh em uống tới bến nhá. Đây là bia Asahi nha. Một bia hơi và một bia lon. Mình cũng biết tươi. Một lon được lạnh cái ly. Rồi, cũng đi. Vô. Quá đã. Đó. Quá đã. Bét. Mát thế. Đây là bia đen. Đúng giờ nhậu là uống xong thôi vỗ đùi. Đúng cái nào vậy? Quá. Ngon. Mát. Rồi anh em mình sẽ kết thúc video clip tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người nha. Chào mọi người nha.